chào, rất vui được gặp lại quý khán thính giả. Vụ án hôm nay Thu Trang sắp kể có phần hơi khác thường lệ. Nó không phải là một vụ án mạng chết chóc rùng rợn. Thế nhưng thông qua những tình tiết đầy rắc rối, chúng ta sẽ hiểu thêm được phần nào câu nói đầy thâm thúy của các cụ xưa truyền lại, đó là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Sáng sớm ngày 28 tháng 11 năm 2012, có hai người đàn ông vội vã đến đồn công an quận Phụng Hiền ở thành phố Thượng Hải với dáng vẻ đầy hoang mang lo lắng. Họ trình báo với cán bộ trực ban rằng số tài sản 140.000 nhân dân tệ tiền mặt là khoảng 500 triệu Việt Nam đồng để trong nhà mình đã bị kẻ trộm khoáng sạch sẽ, không còn một đồng nào cả. Người mất của tên là Vương Hợp Dũng, hiện đang sở hữu một cửa hàng chế biến thực phẩm ở Thượng Hải. Đi cùng anh ấy là Phùng Thanh Hữu, đang làm quản lý chính ở cửa hàng trên, đồng thời cũng là chiến hữu thân cận của Vương Hợp Dũng. Theo lời khai của Vương Hợp Dũng, vào ngày 27 tháng 11, anh ấy vừa mang 140.000 nhân dân tệ tiền hàng về nhà cất, sau đó quay lại cửa hàng để tiếp tục làm việc xuyên đêm. Cho tới sáng sớm ngày 28 tháng 11 mới trở về nhà nghỉ ngơi, thì phát hiện số tiền này đã không cánh mà bay. Còn Phùng Thanh Hữu thì khai báo rằng, mình vốn là người làm công, nhưng cũng là bạn thân của chủ tiệm chế biến thực phẩm. Do quê quán ở xa nên anh về sinh sống cùng nhà với Vương Hợp Dũng cho tiện công việc. Từ sáng cho đến đêm ngày 27 tháng 11, Phùng Thanh Hữu đều ở bên cạnh ông chủ, không rời đi nửa bước. Cho đến sớm hôm 28, anh cùng Vương Hợp Dũng trở về nhà nghỉ ngơi. Khi đang vệ sinh cá nhân ở nhà tắm, anh bỗng nghe thấy tiếng bạn mình hét lên thất thanh thì liền vội sang chạy xem. Sau khi biết tiền hàng cùng một số tài sản bị mất, hai người đưa nhau đến đồn cảnh sát trình báo trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Thời điểm năm 2012, 140.000 nhân dân tệ là số tiền rất lớn. Nó đủ để nuôi sống một gia đình lao động bình dân 4 người trong vòng vài năm liền ở một thành phố lớn như Thượng Hải. Vì vậy, cảnh sát quận Phụng Hiền coi đây là một vụ án nghiêm trọng cần được làm rõ trong thời gian sớm nhất để trả lại nguyên vẹn tài sản cho bị hại. Bởi nếu để thời gian kéo dài, thì tên tội phạm sẽ tìm mọi cách tẩu tán. Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo, đội hình sự đã có mặt tại hiện trường để thu thập manh mối. Đó là căn nhà 2 tầng mà Vương Hợp Dũng thuê trong một khu dân cư ở quận Phụng Hiền, thành phố Thượng Hải. Đến đây thì cũng xin kể qua một chút về địa danh này. Quận Phụng Hiền nằm ở ngoại ô phía nam Thượng Hải, được coi là một trong những địa chỉ đỏ quan trọng bậc nhất đất nước tỷ dân, là nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự luôn luôn được chính quyền quan tâm và giữ gìn ở mức tuyệt đối. Rất hiếm khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người hay gây rối công cộng ở đây. Cũng bởi điều này mà khi nắm được thông tin người dân bị mất số tài sản lớn, lãnh đạo công an quận Phụng Hiền đã chỉ đạo cấp dưới ra quân quyết liệt, khẩn trương điều tra ra chân tướng sự việc. Trở lại với những diễn biến của vụ án, thì ngay sau khi nhận được tin trình báo, cảnh sát đã đưa bị hại về hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm. Căn nhà 2 tầng này gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Thời điểm ấy có 4 người cùng sinh sống tại đây là Vương Hợp Dũng, người vợ Tiểu Mai, con trai nhỏ mới học mẫu giáo và cuối cùng là Phùng Thành Hữu. Vào tối ngày xảy ra vụ án, tức ngày 27 tháng 11, thì hoàn toàn không có ai ở nhà cả. Tiểu Mai đã phải nằm viện mấy hôm nay rồi, còn con của gia chủ phải gửi sang nhà ngoại chồng giữ giúp. Tiến hành kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa lớp chống trộm cùng cửa chính vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Bên cạnh đó, ổ khóa cũng không bị hư hại, vẫn có thể mở bằng chìa bình thường. Tuy nhiên, cảnh sát tìm thấy được nhiều dấu chân ở cửa ra vào, kéo dài qua phòng khách, lên các bậc cầu thang, rồi dẫn đến tận phòng ngủ phía nam là nơi sinh hoạt của vợ chồng Phương Hợp Dũng. Theo lời gia chủ, số tiền 140.000 nhân dân tệ được anh cất giấu trong xe đẩy em bé để trong phòng ngủ của mình. Ngoài tiền mặt, chiếc máy tính xách tay trên bàn và chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong ngăn kéo cũng bốc hơi. Như vậy có thể nói, tên trộm này hết sức say ma. Hắn đã lần tìm đến cả những chỗ mà chẳng ai có thể ngờ là gia chủ cất giấu của cải. Điều đáng nói, thủ phạm hành động rất kín kẽ, lục lọi mọi ngóc ngách như thế mà chẳng làm đồ vật suy chuyển, cũng không hề để lại bất kỳ một dấu vân tay nào ở hiện trường. Tại phòng ngủ còn lại trong căn phòng, cảnh sát có phát hiện mới. Cửa sổ phòng này mở toang, song sắt chống trộm bằng thép không gỉ đã bị cậy phá, tạo thành một khe hở vừa vặn một người chui qua. Ốc vít cố định ở phía dưới song sắt có dấu hiệu bị rứt. Có vẻ như thủ phạm đã dùng tua vít hoặc dụng cụ tương tự để nới lỏng,
sau đó dùng lực bẻ cong song sắt ra ngoài. Nhìn qua thì có thể thấy tên trộm đã chui vào từ đường này. Nhưng sau khi khám nghiệm kỹ hơn, các điều tra viên cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Trên bệ cửa sổ có một lớp bụi dày. Nếu thực sự có người chui vào từ đây thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chứ không thể nào còn nguyên vẹn được. Quan trọng hơn, cửa sổ hai phòng ngủ của căn nhà đều nằm cùng một phía và cách nhau không xa. Thế nhưng cửa sổ bị cậy phá lại nằm ở phía trong cùng. Bên ngoài là cửa sổ của phòng gia chủ, dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Vậy tại sao tên trộm lại không cậy phá cửa sổ ở gần mà lại đi đường vòng, chọn cửa sổ ở phía trong cùng để ra tay? Hơn nữa, ngay bên dưới cửa sổ bị cậy phá còn treo một cục nóng điều hòa. Nếu tên trộm ra vào từ đây thì điểm tựa duy nhất hắn có thể đứng chính là bệ đỡ này. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát kiểm tra thực tế, họ không phát hiện bất kỳ vết tích dẫm đạp hay dấu chân nào trên đó cả. Điều khó hiểu hơn nữa là trên toàn bộ tường ngoài căn nhà không hề có dấu hiệu bị leo trèo. Khoảng cách từ dưới mặt đất lên tới cửa sổ tầng 2 là khá cao. Nếu không có công cụ hỗ trợ như thang hoặc dây thì chẳng thể nào leo lên nổi bằng tay không. Bằng mắt thường thì kể cả người không có nghiệp vụ phá án cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng việc tên trộm đột nhập vào nhà từ con đường này là bất khả thi. Lúc này, cảnh sát đưa ra nhận định rằng việc cậy phá song sắt cửa sổ chắc chắn là thủ phạm đã cố tình tạo ra nhằm mục đích ngụy trang hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Rõ ràng trình độ của tên trộm không hề đơn giản. Hắn có khả năng phản trinh sát, hoặc ít nhất cũng có kiến thức về kỹ năng hình sự học. Nói cách khác, hắn thật sự là đạo trích chuyên nghiệp, không đơn thuần là kiểu trộm cắp vặt vãnh nữa rồi. Vậy nếu không đột nhập bằng những con đường ngóc ngách, thì tên trộm rốt cuộc đã vào nhà bằng cách nào? Sau khi phân tích tổng hợp mọi manh mối, cảnh sát phán đoán hắn ta đã đàng hoàng từ cửa chính. Nhưng điểm không hợp lý là làm thế nào tên đạo trích lại có thể mở cửa mà không cậy phá ổ khóa. Điều khiến cảnh sát bối rối hơn nữa là từ những dấu giày lộn xộn tại hiện trường, họ đã phân tách ra được hai loại dấu giày khác hẳn nhau. Sau khi so sánh, thì những dấu giày này lại là của gia chủ và người làm công, cũng chính là hai người đã trình báo để lại. Ngoài ra, không phát hiện dấu vết của người thứ ba tại hiện trường, bao gồm dấu chân, dấu vân tay, thậm chí cả các mẫu sinh học khác. Việc điều tra vụ án đến đây trở nên kỳ lạ. Cảnh sát bắt đầu đặt ra nghi vấn rằng liệu có phải Vương Hợp Dũng đã báo án giả hay không, và vụ mất trộm này hoàn toàn là do anh ta dựng lên mà thôi. Nếu đúng là như vậy, thì người đàn ông này làm việc ấy để làm gì? Phải chăng Vương Hợp Dũng đang nợ nần xã hội đen nên cố tình bày mưu tính kế là bị trộm mất tài sản nhằm mục đích trốn tránh việc phải trả nợ sớm? Hoặc cũng có thể anh ta đã lên kế hoạch bị mất trộm nhằm mục đích giấu số tiền 140.000 nhân dân tệ này làm của riêng, tránh việc hình thành tài sản chung giữa hai vợ chồng. Hơn nữa, đây là số tiền khá lớn. Tại sao Vương Hợp Dũng lại mang về nhà cất giấu, trong khi nhà anh ta không hề có két sắt và cũng không có người thân nào trông coi? Hàng loạt câu hỏi rắc rối được các điều tra viên đặt ra, hướng sự nghi ngờ tới người đàn ông có nét mặt đang buồn như đưa đám ấy. Để biết thái độ của anh ấy có phải là diễn hay không, đội hình sự đã cử một vài chiến sĩ trinh sát để xác minh nhân thân đối tượng. Khảo sát một số khách hàng và đối tác làm ăn của Vương Hợp Dũng, cảnh sát nắm được rằng người đàn ông này đang kinh doanh khá tốt, lợi nhuận ổn định, tăng trưởng đều đặn mỗi tháng. Vì vậy không có chuyện anh ấy buôn bán ế ẩm dẫn đến nợ nần được. Hơn nữa, công việc ở cửa hàng cũng vô cùng bận rộn. Vương Hợp Dũng tối ngày đều cắm mặt vào đây, hoàn toàn không có thú vui cờ bạc hay đốt tiền cho các em gái tiểu tam xinh đẹp. Vậy còn nghi vấn anh ấy đã bày kế nhằm giấu số tiền ấy đi, để tránh việc nó trở thành tài sản chung giữa hai vợ chồng thì sao? Điều này cũng rất khó xảy ra, bởi thời điểm đó, Vương Hợp Dũng không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào cả. Hơn nữa, hàng xóm và người thân đều nhận xét rằng anh ấy rất yêu thương Tiểu Mai. Hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng hay nặng lời với nhau một câu nào cả. Và lại, bố mẹ vợ của Vương Hợp Dũng cũng rất giàu có. Thật ra, vốn liếng để thành lập cửa hàng này cũng là do một tay ông bà giúp đỡ đấy chứ. Nên chẳng có lý do nào người đàn ông này phải làm như vậy. Thế nhưng, điều đáng nghi ngờ nhất chính là việc Vương Hợp Dũng đã để 140.000 nhân dân tệ tiền mặt ở nhà. Hành động này khiến cảnh sát cảm thấy có gì đó bất thường. Vì vậy, họ đã quyết định thẩm vấn anh ấy một cách thẳng thắn. Vương Hợp Dũng có lời giải thích cho việc này như sau.
Đây vốn là số tiền công nợ mà mình vừa mới thu hồi được vào chiều hôm 27 tháng 11. Anh ấy định sẽ gửi ngay vào ngân hàng. Tuy nhiên, khi Vương Hợp Dũng và Vùng Thành Hữu cùng đến ngân hàng, thì nhân viên lại thông báo là cơ quan đã chốt sổ, không nhận thêm giao dịch trong ngày nữa. Không còn cách nào khác, Vương Hợp Dũng mới quyết định tạm thời để tiền ở nhà. Tuy nhiên, trong lúc thẩm vấn, Vương Hợp Dũng đã vô tình đề cập đến một chi tiết. Đó là khi rời khỏi ngân hàng và về đến nhà, anh đã sai Phùng Thanh Hữu mang tiền vào phòng giúp mình. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Phùng Thanh Hữu cũng nói rằng lúc đó đúng là Vương Hợp Dũng đã nhờ mình đi cất tiền hộ. Thế nhưng việc này là hết sức bình thường giữa bọn họ, bởi đã không hiếm lần Vương Hợp Dũng nhờ Phùng Thanh Hữu lên lầu cất tiền giúp. Thậm chí có lần số tiền còn lên tới cả vài trăm vạn tệ. Hơn nữa, vị trí cất giấu cũng không thay đổi, đều là ở trong xe đẩy em bé ở phòng ngủ vợ chồng gia chủ. Một số tiền lớn như vậy, người bình thường đều tự tay mang về nhà cất giữ. Tại sao Vương Hợp Dũng lại để người khác mang về nhà giúp? Họ cảm thấy vụ trình báo này của Vương Hợp Dũng rất bất thường. Liệu có phải anh ta cố tình nhờ người khác tham gia vào quá trình hành động nhằm lôi kéo thêm nhân chứng để ngụy biện cho hành vi bất chính hay không? Đội hình sự vẫn chưa thể loại bỏ nghi vấn trường hợp chính Vương Hợp Dũng đã tạo dựng lên vụ việc này để nhằm mục đích nào đó. Nhưng kết quả các trinh sát viên thu thập được đã không chứng minh nó lên điều gì cả. Vậy đâu mới là động cơ thật sự của anh ta? Trên thực tế, ở một vài vụ án trước đây, một số đối tượng có nhân thân ngoan hiền tử tế, nhưng thực chất bên trong lại nghịch ngầm kinh hồn. Có điều là bọn chúng biết cách tạo vỏ bọc phong bạt mà chẳng ai có thể hay biết. Hoặc cũng có những đối tượng do thua bạc hoặc vay nặng lãi, nhưng sau đó vì không biết ăn nói thế nào với gia đình, nên cũng trơ trẽn đến đồn công an trình báo là bị mất trộm. Vậy lần này, vụ việc của Vương Hợp Dũng có phải là cũng rơi vào tình huống tương tự như vậy hay không? Việc đó thì cần phải điều tra kỹ lưỡng thêm. Nhưng điều mà đội hình sự cần làm ngay lúc này đó là đến ngân hàng mà Vương Hợp Dũng đã nhắc tới để kiểm chứng xem hôm đó anh ta có đến gửi tiền thật hay không. Vì Vương Hợp Dũng thường xuyên đến ngân hàng này giao dịch, nên khi cảnh sát vừa nhắc tới tên, nhân viên ở đây đã nhận ra ngay người quen. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Nhân viên ngân hàng cho biết, chiều hôm đó đúng là Vương Hợp Dũng có tới và cầm theo bọc tiền. Theo thông lệ ở thời điểm đó, thì 17 giờ ngân hàng sẽ đóng cửa. Nhưng khoảng 16 giờ 30 phút chiều là ngân hàng khóa sổ, không nhận thêm hay cho rút tiền mặt trực tiếp tại quầy giao dịch nữa. Khách hàng đến đây vào lúc này thì cũng chỉ có thể làm các thủ tục hành chính mà thôi. Bởi nhân viên phải dành ra nửa tiếng cuối ngày để đếm tiền, rồi tổng kết lại các giao dịch để làm báo cáo ngày và nộp tiền cho xe thùng trở về kho tổng. Biết mình đã đến muộn, nên lúc đó Vương Hợp Dũng còn nói đùa với nhân viên rằng hay là cứ để tiền ở lại ngân hàng giữ hộ, ngày mai mình quay lại làm thủ tục cũng được, vì anh ấy cũng khá lo lắng khi phải mang theo nhiều tiền mặt bên người. Như vậy, những gì ngân hàng phản ánh hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Vương Hợp Dũng. Đến thời điểm này, dù nghi vấn vẫn còn ngổn ngang, nhưng nếu căn cứ theo nguyên tắc suy đoán vô tội, thì Vương Hợp Dũng hoàn toàn chẳng hề trình báo sai điều gì cả. Bởi theo quy định của pháp luật, nghi phạm phải được coi là vô tội cho tới khi lỗi của họ được chứng minh. Nếu lỗi không được chứng minh, đồng nghĩa với sự vô tội được chứng minh. Nhưng vẫn là câu hỏi đó. Một số tiền lớn như vậy, tại sao Vương Hợp Dũng không tự mình lên tầng 2 cất giữ mà lại để Phùng Thanh Hữu làm giúp mình? Vương Hợp Dũng giải thích rằng đó là vì anh ta rất tin tưởng Phùng Thanh Hữu. Họ cùng ăn, cùng ở, thậm chí còn hút chung cả điếu thuốc, nên hai người coi như anh em tốt, không phân biệt chủ tớ. Phùng Thanh Hữu và Vương Hợp Dũng là bạn bè quen biết nhau từ khá lâu rồi. Vài năm trước, Vương Hợp Dũng đến Thượng Hải bán xỉ thịt lợn. Sau đó, do công việc ngày càng phát triển, Vương Hợp Dũng không thể kham nổi một mình nữa, nên đã tìm kiếm một người giúp mình quản lý cửa hàng để anh có thể rảnh tay đi phát triển các mối quan hệ. Giữa đất Thượng Hải xa lạ, chẳng có người quen thân thích nào, Vương Hợp Dũng không dám đăng công khai thông tin tuyển dụng, bởi anh cũng đi lên từ một lái buôn, không hề có kiến thức về quản trị nhân sự. Nếu phải giao cửa hàng cho một người xa lạ quản lý, thì chẳng hề yên tâm chút nào cả. Vì vậy, khoảng nửa năm trước ngày xảy ra vụ mất trộm, Vương Hợp Dũng đã mời Phùng Thanh Hữu, quê quán ở tỉnh An Huy, đến giúp mình. Do có sự tin tưởng từ trước, nên anh sắp xếp cho người bạn ở trong nhà sống cùng với hai vợ chồng luôn. Ngay cả những việc liên quan đến tiền bạc trong kinh doanh, Vương Hợp Dũng cơ bản cũng đều giao cho Phùng Thanh Hữu quản lý.
Phùng Thanh Hữu cũng chia sẻ với cảnh sát rằng anh ta và Vương Hợp Dũng là chiến hữu tốt, không có chuyện gì phải giấu nhau cả. Trước đây, nếu một trong hai người gặp phải chuyện khó khăn, thì bên còn lại sẽ nhiệt tình giúp đỡ ngay lập tức. Nhưng nếu người cuối cùng tiếp xúc với 140.000 nhân dân tệ tiền hàng là Phùng Thanh Hữu, vậy liệu lúc đó anh ta có thực sự mang số tiền này về nhà không? Đối mặt với câu hỏi này, Phùng Thanh Hữu tỏ ra rất kích động. Anh ta nói nếu muốn lấy tiền của Vương Hợp Dũng thì mình có thể hành động bất cứ lúc nào, vì có lần Vương Hợp Dũng đã nhờ anh cất số tiền còn nhiều hơn thế kia. Hơn nữa, chỉ cần Phùng Thanh Hữu mở lời thì cho dù là nhiều hơn số tiền đó, Vương Hợp Dũng cũng sẽ đưa đầy đủ. Vì vậy, Phùng Thanh Hữu khẳng định mình không cần thiết phải ăn cắp ăn trộm như thế. Theo lời Phùng Thanh Hữu kể lại, vào tối ngày hôm đó, sau khi xách túi ni lông màu đỏ đựng 140.000 nhân dân tệ lên lầu, anh ta không chỉ để vào xe đẩy em bé trong phòng ngủ của gia chủ, mà còn lấy cả chăn che lại rồi mới xuống lầu, rồi cùng Vương Hợp Dũng rời đi. Vì phòng ngủ của Vương Hợp Dũng ở tầng 2, nên Phùng Thanh Hữu chỉ mất khoảng 1 phút để cất tiền rồi chạy xuống luôn. Sau đó hai người cùng lái xe đến một bệnh viện ở địa phương. Vương Hợp Dũng cũng xác nhận lời khai này của Phùng Thanh Hữu là đúng. Thời điểm hai người rời khỏi nhà là lúc chạm vạ tối. Bệnh viện cách đó khoảng 30 km. Vợ của Vương Hợp Dũng đang nằm viện, ngày mai sẽ phẫu thuật cắt khối u lành ở ngực. Lúc ấy anh ta đến bệnh viện còn rất nhiều việc phải làm, nào là đưa vợ đi khám rồi lấy kết quả xét nghiệm. Vương Hợp Dũng và Phùng Thanh Hữu bận rộn tới lui, còn quên cả ăn tối luôn, mãi đến hơn 21 giờ mới xong việc. Rời khỏi bệnh viện, hai người cùng quay về cửa hàng ở chợ nông sản. Lúc đó, xe container vừa đến, đang mở thùng kho lạnh cho công nhân bốc dỡ. Vương Hợp Dũng và Phùng Thanh Hữu ở lại kiểm hàng đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Công việc bận rộn kéo dài đến hơn 3 giờ sáng ngày 28 tháng 11 mới kết thúc. Vì đường về nhà xa mà hơn 5 giờ sáng đã có khách đến lấy hàng, nên hai người quyết định ngủ tạm trong xe ô tô. Họ không ngờ rằng chính lúc ấy kẻ trộm đã đột nhập vào nhà, khoáng sạch đi mất 140.000 nhân dân tệ tiền mặt giấu trong xe đẩy em bé. Lúc này, cảnh sát tập trung điều tra cách thức đột nhập của kẻ đạo trích. Họ càng khám nghiệm hiện trường thì càng cảm thấy tên trộm của vụ án này có điều gì đó khác thường. Hiện trường của các vụ trộm cắp thông thường rất lộn xộn, đồ đạc bị lục tung. Nhưng lần này lại khá kỳ lạ. Ngoại trừ phòng ngủ, nơi cất giấu tiền có một số dấu vết lục lọi là các đồ vật bị xê dịch nhẹ, thì ở các phòng khác dường như không hề bị xâm nhập hoặc lục soát. Quan trọng hơn, nơi bị lục lọi cũng chỉ là chiếc xe đẩy em bé giấu 140.000 nhân dân tệ và ngăn kéo bàn để máy ảnh kỹ thuật số. Ngay cả tủ quần áo và tủ đầu giường, chỗ mà những tên trộm thường ghé thăm đầu tiên, cũng không có dấu hiệu bị động chạm. Vương Hợp Dũng sau khi kiểm tra cũng xác nhận rằng một số trang sức quý giá của Tiểu Mai giấu trong đây vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều chỉ có hai vợ chồng anh ấy biết mà thôi. Điều này cho thấy mục tiêu của đạo trích rất rõ ràng, chính là nhắm vào 140.000 nhân dân tệ. Nói cách khác, hắn chắc chắn biết trong nhà có một số tiền lớn và còn biết rõ gia chủ đã cất giấu ở đâu. Nếu tên trộm này không biết vị trí cất giấu số tiền, thì chắc chắn hắn sẽ phải lục tung khắp nhà. Việc cố tình cậy phá song sắt cửa sổ, tạo hiện trường giả đột nhập từ cửa sổ cũng cho thấy hắn nắm rõ thói sinh hoạt của gia đình anh Vương. Bên cạnh đó, ở các vụ án thông thường, những tên trộm sau khi đạt được mục đích sẽ vội vàng rời đi ngay lập tức. Thế nhưng kẻ đạo trích này sau khi lấy được tiền còn có thời gian để tạo hiện trường giả. Điều đó chứng tỏ hắn ta biết chắc chắn rằng trong khoảng thời gian đêm 27 rạng sáng 28 sẽ không có ai về nhà. Nhưng làm sao một người bình thường có thể nắm được những thông tin chi tiết về gia đình người khác như vậy chứ? Lúc này, cảnh sát vẫn đang băn khoăn về cách thức đột nhập của tên trộm. Kết hợp tất cả các manh mối, có thể chắc chắn rằng hắn ta đã đi vào từ cửa chính một cách đường hoàng. Nhưng cửa chính và ổ khóa đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu cậy phá. Phải chăng hắn còn là một kẻ có tài mở khóa chuyên nghiệp giống như trong các bộ phim hành động của phương Tây chăng? Lúc này, các điều tra viên quyết định sẽ tháo nguyên cả ổ khóa chống trộm nhà Vương Hợp Dũng ra, rồi chuyển về phòng kỹ thuật hình sự của Công an thành phố Thượng Hải để nhờ chuyên gia dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu đúng là có người đã dùng thủ thuật mở khóa cửa thì chắc chắn sẽ để lại ít nhiều dấu vết trong ổ khóa. Vào thời điểm này, Vương Hợp Dũng cũng cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng mà anh ta vừa mới nhớ ra.
Đó là vào sáng hôm 28 tháng 11, khi vừa từ cửa hàng trở về nhà, Vương Hợp Dũng đã đút chìa khóa vào ổ để mở cửa, thì anh cảm thấy có gì đó khác lạ. Trước đây, khi dùng chìa khóa mở cửa, anh chỉ cần tra chìa vào, vặn hai vòng là có thể dễ dàng mở ra được. Nhưng hôm ấy, khi bắt đầu vặn, thì Vương Hợp Dũng cảm thấy nó hơi bị rít. Thế nhưng giờ đã quá mệt mỏi sau một đêm làm lụng vất vả. Anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là đã lâu rồi mình không tra dầu nhờn vào ổ khóa nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Vương Hợp Dũng lúc đó dồn sức vào bàn tay một chút rồi vặn vèo tới lui vài lần thì nó ngay lập tức đã trở lại bình thường. Anh cũng không để ý nhiều nữa, lập tức đi lên phòng để nghỉ ngơi thì phát hiện ra số tiền lớn đã không cánh mà bay. Chẳng bao lâu sau, các cán bộ ở phòng kỹ thuật hình sự đã phát hiện ra điểm bất thường ở ổ khóa nhà Vương Hợp Dũng. Qua phân tích tỉ mỉ, họ tìm thấy một đường sức nhỏ bên trong lòng ổ khóa. Dấu vết để lại còn khá mới, bởi nếu soi dưới kính hiển vi thì vẫn có thể nhìn thấy một vài mảnh vụn sắt cực kỳ nhỏ còn dính ở xung quanh đường xước. Với vết xước mới này, vụ án lại càng trở nên đáng ngờ. Nếu tên trộm dùng dụng cụ để mở khóa bằng kỹ thuật của mấy ông thợ vườn, thì trong lõi phải có nhiều vết xước do dụng cụ đưa qua đưa lại nhiều lần. Thế nhưng trong lõi khóa lại chỉ có duy nhất một đường kẻ nhỏ. Nếu là chìa khóa bình thường mà gia chủ vẫn dùng để mở cửa thì không thể nào tạo ra vết xước như kiểu này được. Cách giải thích duy nhất là có người đã dùng chìa khóa mới để mở cửa nhà Vương Hợp Dũng. Bởi vì răng cưa trên chìa mới chưa được mài nhẵn hoàn toàn nên đã để lại vết xước như vậy trong lõi. Cũng chính vì tên đạo trích dùng chìa khóa mới để chọc vào ổ nên sáng hôm sau đó, Vương Hợp Dũng mới cảm thấy có chút khó khăn khi mở cửa. Sự việc đến đây đã trở nên rõ ràng. Tên trộm hẳn là đã lên kế hoạch từ trước. Hắn theo dõi nhà Vương Hợp Dũng rồi bí mật tiếp cận, xong bằng một cách nào đó mà có được mẫu chìa khóa của gia chủ, sau đó đánh thêm chìa khóa mới và bí mật xâm nhập ăn cắp tiền. Những người làm được điều này thì chỉ có dạng thân thiết với gia đình bị hại mà thôi. Điều đó cũng giải thích tại sao hắn ta lại biết rõ thời gian biểu của nhà Vương Hợp Dũng đến vậy. Nhưng như đã kể ở trên, ở thành phố Thượng Hải, Vương Hợp Dũng đâu có họ hàng hay người quen nào cả, ngoại trừ người vợ Tiểu Mai và bạn thân Phùng Thanh Hữu. Tiểu Mai thì đang nằm viện, chắc chắn chẳng thể biết được chuyện chồng mình mang 140.000 nhân dân tệ về nhà rồi. Vậy thì chỉ còn lại Vương Hợp Dũng và Phùng Thanh Hữu là đối tượng duy nhất biết được vấn đề này. Nhưng cả hai người họ đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Thế nên cảnh sát suy đoán rằng chắc chắn một trong hai người là nội gián. Chính nội gián này đã bán thông tin ra ngoài và chỉ đạo kẻ thứ ba thực hiện vụ trộm. Theo lời Vương Hợp Dũng, chìa khóa nhà họ chỉ có 2 chiếc. Anh ta và vợ mỗi người giữ 1 chiếc. Lúc đó, người vợ Tiểu Mai đang nằm viện nên chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy kết quả đã rất rõ ràng. Chỉ có Phùng Thanh Hữu, người anh em cùng ăn cùng ở hàng ngày mới có thể tiếp cận được chìa khóa của anh ấy. Hơn nữa bình thường, Vương Hợp Dũng đều để chìa khóa trong hộp đựng đồ trên xe ô tô. Phùng Thanh Hữu vừa có đủ điều kiện, vừa có đủ thời gian để đánh thêm chìa khóa mới và đưa cho người thứ ba. Nhưng những điều này cũng chỉ là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chống lại Phùng Thanh Hữu. Nếu đánh rắn động cỏ, Phùng Thanh Hữu sẽ cảnh giác, người thứ ba kia có thể sẽ bỏ trốn. Đáng tiếc là ở khu nhà ở của Vương Hợp Dũng chỉ có một camera giám sát ở cổng. Hôm nữa hôm xảy ra vụ án, camera này lại bị hỏng, đang trong quá trình sửa chữa. Vì vậy, việc lấy được thông tin của tên đạo trích là không hề dễ dàng. Cảnh sát phân tích, nếu Phùng Thanh Hữu thực sự là nội gián, thì người mà anh ta kết hợp chắc chắn phải có mối quan hệ thân thiết. Bởi xét cho cùng, nếu quan hệ không đủ tốt, thì không thể đảm bảo việc chế trác lợi ích sau này, cũng như khó lòng mà giữ bí mật được hành vi. Tuy nhiên, Phùng Thanh Hữu đến Thượng Hải mới chỉ khoảng nửa năm. Ngoài việc quan hệ gần gũi với mấy nhân công trong cửa hàng, anh ta không có bạn bè thân thiết nào ở địa phương này cả. Cảnh sát đã lần lượt kiểm tra những người đã từng tiếp xúc với Phùng Thành Hữu, nhưng đều không phát hiện ra đối tượng khả nghi nào. Vì vậy, các điều tra viên chủ động tìm Phùng Thành Hữu nói chuyện, hy vọng có thể khai thác được một số manh mối liên quan. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Phùng Thành Hữu tỏ ra rất thận trọng, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác ngoài những chuyện diễn ra ở cửa hàng vào tối ngày hôm đó. Những người có tiếp xúc với Phùng Thanh Hữu ở thành phố Thượng Hải đều đã được loại trừ khỏi hiểm nghi. Nên lúc này, các điều tra viên suy đoán rằng đồng phạm mà anh ta chỉ đạo rất có thể đến từ nơi khác. Khả năng cao nhất có thể là người quen của anh ta ở quê nhà An Huy.
Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành ra soát lại danh sách cư trú tại quận Phụng Hiền vào thời điểm khoảng nửa tháng trước khi xảy ra vụ án. Đối tượng chủ yếu là những người đàn ông ngoại tỉnh đến để thuê phòng trọ, nhà nghỉ hoặc khách sạn và đột ngột rời đi sau ngày 28 tháng 11. Và tất nhiên, những người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh An Huy sẽ đứng đầu danh sách cần được lưu tâm. Chẳng bao lâu sau, việc ra soát của các trinh sát viên đã có phát hiện quan trọng. Một nhà nghỉ phản ánh rằng, vào trưa ngày xảy ra vụ án, tức ngày 27 tháng 11, có một người đàn ông đến đăng ký thuê phòng. Căn cước công dân của anh ta ghi rõ thông tin quê quán là ở tỉnh An Huy. Sau khi nhận phòng, người này dường như chỉ cất đồ ở đó, rồi đi đâu cả đêm mà không ở lại. Cho đến sáng sớm hôm sau, tức ngày 28 tháng 11, đã rời phòng rồi vội vã rời đi. Khi cảnh sát nhìn thấy thông tin đăng ký của người này trong sổ lưu trú, họ đã cực kỳ bất ngờ và sốc, bởi trên đó ghi rõ ràng họ tên và thông tin cá nhân của Phùng Thành Hữu. Nhưng ai cũng biết, một người bình thường không thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi. Hôm đó, Phùng Thành Hữu đều ở bên cạnh Phương Hợp Dũng cả ngày, không rời đi nửa bước, thì làm sao có thể đến đăng ký thuê phòng vào buổi trưa được chứ? Theo lời kể của nhân viên nhà nghỉ, hôm đó đúng là có một người đàn ông mang theo giấy tờ tùy thân của Phùng Thanh Hữu đến đăng ký thuê phòng. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ có người đã mạo danh anh ta. Nhưng do thiết bị camera giám sát an ninh của nhà nghỉ bị hỏng chưa được sửa chữa nên không thể trích xuất hình ảnh nhận dạng của đối tượng. Tuy nhiên, một chi tiết mà nhân viên nhà nghỉ nhắc đến đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là người đàn ông này lái một chiếc xe ô tô màu xanh mang biển số của tỉnh Giang Tô đến đây. Có được manh mối quý giá, đội hình sự lập tức trích xuất camera giám sát trên các tuyến đường xung quanh khu vực. Rất nhanh chóng, họ đã tìm thấy hình ảnh của chiếc xe ô tô màu xanh, đồng thời cũng thấy được hình ảnh rõ nét về khuôn mặt của người lái xe. Khi cho nhân viên nhà nghỉ xem để nhận dạng, thì cậu ta đã xác nhận người đàn ông này chính là đối tượng đã đến đăng ký thuê phòng bằng căn cước công dân của Phùng Thành Hữu. Cảnh sát tra cứu biển số xe và biết được nó thuộc sở hữu của một công ty cho thuê xe ô tô ở Thượng Hải. Hợp đồng thuê xe được thiết lập vào khoảng 11 giờ trưa ngày 27 tháng 11, tức hôm xảy ra vụ án. Người đứng ra thuê xe tên là Phùng Thanh Hùng, có quê quán ở tỉnh An Huy. Phùng Thanh Hữu và Phùng Thanh Hùng, hai cái tên chỉ khác nhau một chữ. Hơn nữa cả hai đều có cùng nơi sinh. Nghe đến đây thì chắc có lẽ quý vị thính giả đã đoán ra điều gì đó rồi phải không ạ? Đúng vậy, sau khi tra cứu thông tin hộ khẩu, cảnh sát phát hiện ra hai người này là anh em ruột. Hơn nữa, Phương Hợp Dũng, người trình báo, cũng không xa lạ gì với người em trai này của Phùng Thành Hữu. Trước đây, anh ta từng đến quận Phụng Hiền và ghé thăm cửa hàng nơi anh trai mình đang làm việc. Cảnh sát lập tức hỏi Phùng Thành Hữu về tình hình gần đây của Phùng Thanh Hùng. Vừa nghe đến người này, lập tức anh ta tỏ thái độ khá bối rối, hai mắt đảo điên sùng sục, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Mồ hôi túa ra như tắm, đôi tay thì run bần bật, khiến anh ta phải nắm chặt lại rồi đút nhanh nó vào túi quần để giấu giếm. Đây rõ ràng là thái độ của người đang bị mất kiểm soát. Có lẽ đầu Phùng Thanh Hữu đang loạn cả lên nhằm suy nghĩ ra câu trả lời đối phó cho thích hợp. Điều tra viên lúc đó cố tình nhìn chằm chằm vào mắt của Phùng Thanh Hữu, như thể tỏ thái độ rất nóng lòng chờ đón câu trả lời. Điều này lại càng khiến Phùng Thanh Hữu trở nên ngắc ngứ. Anh ta ấp úng nói rằng Phùng Thanh Hùng hiện đang ở Hàng Châu làm việc. Hơn nữa, hai anh em họ cũng đã lâu rồi không liên lạc với nhau. Rõ ràng, Phùng Thanh Hữu đang nói dối. Ngay xảy ra vụ án, em trai anh ta ở Thượng Hải còn dùng giấy tờ tùy thân của anh trai để đăng ký thuê phòng. Vậy mà Phùng Thanh Hữu lại nói đã lâu không liên lạc với Phùng Thanh Hùng. Lời nói dối đầy sơ hở này càng chứng tỏ anh ta đang chột dạ. Nếu hai anh em thực sự không có vấn đề gì thì đã chẳng cần phải tìm cách che giấu như vậy. Đến đây thì chân tướng vụ việc đã sáng tỏ hoàn toàn. Cảnh sát nhanh chóng tạm giữ Phùng Thanh Hữu, đồng thời cũng tổ chức truy bắt Phùng Thanh Hùng. Cuối cùng, các trinh sát đã tóm được anh ta đang lẩn trốn ở quê nhà. Số tiền 140.000 nhân dân tệ chưa kịp tẩu tán vẫn còn nguyên vẹn trong gầm giường nhà họ Phùng. Trong phòng thẩm vấn, Phùng Thanh Hữu khai nhận rằng thực ra động cơ gây án của hắn cũng không có gì phức tạp cả. Chẳng qua là thấy Vương Hợp Dũng quá tin tưởng và dễ dãi với mình nên mới nổi lòng tham và bày mưu tính kế tạo ra một vụ trộm cắp hòng chiếm đoạt tài sản của anh ấy. Thực chất, Phùng Thanh Hữu đã có ý định xấu xa này từ cách đó nửa tháng. Hắn ta âm thầm chuẩn bị một cục đất sét, sau đó lấy chìa khóa nhà
mà Vương Hợp Dũng cất trong hộp xe ô tô ra, rồi ấn vào đó lấy dấu in. Sau đó, Phùng Thanh Hữu thuê một thợ khóa để đánh lại đúng mẫu chìa khóa này với giá rất cao, rồi gửi thẳng cho Phùng Thanh Hùng. Tất nhiên, Phùng Thanh Hùng đã được anh trai mình rủ rê thực hiện kế hoạch này từ trước đó qua điện thoại rồi. Lúc ấy, hắn đang làm việc ở Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 170 km. Sáng ngày 26 tháng 11, Phùng Thanh Hữu gọi điện cho em trai mình và nói rằng hiện ở nhà Vương Hợp Dũng đang rất rối loạn, vợ anh ta thì phải nằm viện, trong khi ngày 27 tháng 11 sẽ có chuyến hàng lớn được chở đến kho, nên chắc chắn đêm hôm đó sẽ không có người ở nhà. Hơn nữa, do đã làm việc ở đây được nửa năm nên Phùng Thanh Hữu nắm khá rõ rằng trước khi xe container chở hàng tới là Vương Hợp Dũng sẽ đi thu hồi công nợ ở các cơ sở nhằm chuẩn bị tiền để thanh toán cho lô hàng mới này. Giống như một số lần trước, sau cả ngày thu hồi công nợ thì đến cuối ngày sẽ không kịp gửi vào ngân hàng nên phải mang về nhà cất giấu một đêm, đến sáng hôm sau mới mang đi gửi vào tài khoản rồi mới tiến hành chuyển khoản cho chủ lô hàng được. Vậy là từ sáng sớm ngày 27 tháng 11, Phùng Thanh Hùng đã vội vã lên đường. Từ Hàng Châu di chuyển mất hơn 2 tiếng, đến trưa thì đã có mặt ở thành phố Thượng Hải rồi. Sau đó, hắn mua một thẻ SIM mới, đồng thời Phùng Thanh Hùng cũng đã chuẩn bị trước số điện thoại rác, rồi hai anh em lén lút nhắn tin cho nhau để thông báo về thời gian và tình hình nhằm đảm bảo kế hoạch trộm cắp được thông suốt. Đến lúc này, vụ án đã sáng tỏ hoàn toàn. Đầu năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Thượng Hải đã mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phùng Thanh Hữu và Phùng Thanh Hùng bị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản có tổ chức, áp dụng khung hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì chiều theo điều 264, người nào trộm cắp tài sản công hoặc tư với số lượng từ 140.000 đến 400.000 nhân dân tệ sẽ phải chịu hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tùy theo tình tiết gây ra, đồng thời phải bồi hoàn lại toàn bộ số tài sản bị đánh cắp. Nếu đã tẩu tán hết thì bị tịch thu toàn bộ gia sản để đền bù cho bị hại. Trước vành móng ngựa, Phùng Thanh Hữu tỏ ra vô cùng hối hận. Hắn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng vì mình suy nghĩ nông nổi nên mới có những sai lầm không thể cứu vãn như vậy. Bên cạnh đó, Phùng Thanh Hữu cũng gửi lời xin lỗi đến người bạn của mình là Vương Hợp Dũng. Vương Hợp Dũng dù rất đau lòng vì đã lỡ nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nhưng dù sao, anh ấy cũng đã thu hồi lại được toàn bộ số tiền bị mất cắp. Nên nể tình bạn cũ, Vương Hợp Dũng chủ động làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo họ Phùng, đồng thời không yêu cầu bồi thường thêm gì cả. Trong phiên tòa hôm đó, thẩm phán đã đưa ra nhận định rằng bị cáo Phùng Thanh Hữu đã lợi dụng sự tin tưởng cũng như dùng thủ đoạn tinh vi để trộm cắp tài sản của người khác. Số tiền là rất lớn và hành vi của bị cáo đã cấu thành tội trộm cắp có tổ chức. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ thì Phùng Thanh Hữu thỏa mãn các điều kiện sau. Thứ nhất, bị cáo là người có nghề nghiệp hợp pháp, thu nhập ổn định, chưa từng có tiền án tiền sự. Việc nảy sinh ý định trộm cắp dù được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng xét cho cùng cũng là do lòng tham nhất thời. Trong việc này cũng có một phần lỗi của bị hại, bởi đã quá chủ quan trong việc tự bảo vệ tài sản cá nhân. Mỡ để miệng nhau như vậy, không khỏi khiến lòng người nổi lòng tham. Thứ hai, sau khi bị bắt, Phùng Thanh Hữu đã thành khẩn khai báo, phối hợp điều tra với cảnh sát. Tất cả tài sản liên quan cũng được thu hồi và trả lại đầy đủ. Hơn nữa, phía bị hại Vương Hợp Dũng cũng có đơn bãi nại, đề nghị giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường. Cuối cùng, xét thấy hành vi của hai bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được Bộ Luật Hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nên hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết như sau. Bị cáo Phùng Thanh Hữu là chủ mưu, phải chịu mức án 5 năm tù giam. Còn bị cáo Phùng Thanh Hùng là người trực tiếp thực hiện hành vi, phải chịu mức án 4 năm tù giam. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã lớn lên với những câu chuyện cổ tích kiểu như nhờ cáo trông gà hay gửi trứng cho ác. Chắc hẳn bạn đã sớm nhận ra những nhân vật tốt thường phải chịu trăm ngàn đắng cay mới có ngày an lành. Chung quy lại vẫn là do quá thiện lương, do quá ngây thơ, bị người khác hạ một lần vẫn cố chấp rằng ai cũng có tính thiện. Ngoài đời thực thì không phải ai cũng có ông bụt bà tiên cứu nguy vào giây phút chót. Chúng ta thường để mình trượt dài sau những cú phản bội hoặc chầm mình vào sự oán hận không đáng. Tin tưởng vẫn cần có, nhưng đừng bao giờ đặt trọn tâm can vào người khác. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này?
hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng mình trao đổi nhé. Và đừng tiếc một lượt like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn biết tới kênh của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!